cô gái Trung Quốc sốc nói, lần đầu đến thành phố Hồ Chí Minh đã phá vỡ mọi nhận thức trước đây của tôi về Việt Nam. Các bạn thân mến, hai ngày trước, trên mạng xã hội Trung Quốc đã đăng tải một video của một cô gái Trung Quốc nói về Việt Nam. Trong video này, cô gái đã chia sẻ cảm nhận của mình khi lần đầu tiên đến thành phố Hồ Chí Minh. Chính chuyến đi này đã để lại cho cô rất nhiều điều thú vị và khiến cô phải bất ngờ trước diện mạo mới của thành phố lớn nhất Việt Nam này. Không để các bạn phải chờ lâu, đây là chia sẻ của cô gái Trung Quốc này. Bạn có tin đây là Việt Nam không? Lần đầu tiên đến thành phố Hồ Chí Minh đã phá vỡ mọi nhận thức của tôi về Việt Nam. Cho nên, hôm nay tôi sẽ xem thành phố Hồ Chí Minh thịnh vượng như thế nào. Hiện tại, tôi đang ở nơi phồn hoa nhất thành phố Hồ Chí Minh. Nó hoàn toàn trái ngược với thủ đô Hà Nội mà tôi đã đến trước đây. Thảo nào, nhiều người nghĩ đây là thủ đô của Việt Nam. Các bạn nhìn xem, đây là những tòa nhà cao tầng trên đường phố. Ở Việt Nam có người nói rằng, Hà Nội là trung tâm chính trị, còn thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế. Nó giống như Bắc Kinh và Thượng Hải ở nước ta. Tôi thấy xung quanh đây có rất nhiều cửa hàng sang trọng, nhiều khách sạn và quán cà phê cao cấp. Đặc biệt, tôi nghe nói cảnh đêm ở thành phố Hồ Chí Minh rất đẹp. Vì sau khi mặt trời lặn, đèn của những tòa nhà cao tầng này đều sáng lên, có cảm giác tương đương với Thượng Hải. Cách nhanh nhất để tìm hiểu sự thịnh vượng của thành phố này đó là đi xe buýt 2 tầng. Wow, bên này đầy những cửa hàng sang trọng. Cái gì? Chanel. Sau đó tôi nhìn thấy LV. Rồi còn có người sử dụng hàng xa xỉ trên đường phố. Điều này không giống với những gì tôi tưởng tượng về Việt Nam. Đèn sắp sáng rồi, mặt trời sắp lặn rồi, tôi ngồi lên xe buýt và đi thôi. Đây là địa điểm thịnh vượng nhất và nóng nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhìn thấy những tòa nhà cao tầng này, tôi cảm thấy như sức mạnh của cả nước Việt Nam đang dồn về đây. Thành phố Hồ Chí Minh phát triển rất nhanh, nó không giống như chúng ta 10 năm trước. Nhiều người nói đây tương đương với bến Thượng Hải, tôi thấy thực ra rất giống với Thượng Hải đó chứ. Ôi chao, hãy nhìn các tòa nhà xung quanh này. Đó là một số chia sẻ của cô gái Trung Quốc. Khi xem được video này, đến mình còn trầm trồ trước sự hiện đại và phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, nữa là người Trung Quốc. Quá đẹp và hiện đại. Vậy cư dân mạng Trung Quốc đã nói gì khi xem được video này thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé. Sau khi xem video này, tôi đã bị đảo lộn sự hiểu biết của mình về Việt Nam. Thật tiếc khi bạn không đến Đà Lạt, đó là nơi tuyệt vời nhất. Thành phố Hồ Chí Minh cũng được, tương tự như các đô thị loại 3 ở Trung Quốc, mọi thứ như một mớ hỗn độn. Đừng coi thường người khác, mức lương trung bình ở thủ đô Việt Nam đã lên tới 3.000 tệ, không còn 1.000 tệ như nhiều người nghĩ. Nhờ tòa nhà cao tầng đồng nghĩa với sự phát triển và thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua 90% các thành phố lớn của châu Âu. Chỉ xét riêng về xây dựng đô thị, thành phố Hồ Chí Minh quả thực đã ngang bằng với nhiều thành phố của Trung Quốc. Tuy nhiên, xét về mặt kinh tế thì chỉ có thể sánh ngang với Hàng Châu và Vũ Hán, chứ không bằng Thâm Quyến vào thời điểm hiện tại. Đông Nam Á không nghèo như mọi người nghĩ, hãy nhớ điều này, cuộc sống ở đó có khi còn hơn các bạn. Thành phố Hồ Chí Minh ngang hàng với các đô thị loại 2 của Trung Quốc mà thôi, nhưng tôi thừa nhận mức độ này đã vượt qua Mumbai của Ấn Độ. Tôi đã đến đó 10 năm trước và có cảm giác như hai thành phố khác biệt, nó thực sự đang phát triển nhanh chóng. Có cảm giác như việc xây dựng đô thị của Việt Nam đang dựa trên đường nét của Trung Quốc và hầu hết các tòa nhà hay đường phố đều giống của chúng ta. Sau khi xem được video này, tôi có cảm giác Việt Nam giống với Trung Quốc trong những năm 1980. Bạn bị ảo à? Vào năm 80, chúng ta đang đói lắm, người dân làm gì có tiền? Thành phố Hồ Chí Minh bề ngoài trông khá ổn, ngoại trừ tòa nhà cao nhất, mọi thứ khác đều ở mức trung bình. Việt Nam quả thực đã phát triển tốt trong những năm gần đây. Tuy thành phố Hồ Chí Minh là thành phố thịnh vượng nhất Việt Nam, nhưng chỉ là thành phố hạng 3 so với Trung Quốc mà thôi, đừng thổi phồng quá nhiều về nó. Tôi sinh ra ở Trung Quốc, dù cuộc sống khốn khó nhưng tôi vẫn cảm thấy đó là một điều may mắn. Sinh ra ở Trung Quốc, tôi cảm thấy không có quốc gia nào tốt bằng Trung Quốc, nên đừng nói đất nước nào tốt trước mặt tôi. Mô hình phát triển của Việt Nam giống nhất với những gì Trung Quốc có thể học được. Họ rất chú ý đến các kế hoạch và phương pháp phát triển của Trung Quốc, sau đó nghiên cứu và đã áp dụng thành công. Việc mượn ý tưởng không phải là điều xấu xa, đó là học hỏi lẫn nhau. Vì vậy, trong tương lai, Việt Nam sẽ là một nước công nghiệp hóa và không thể đánh giá thấp. Đường phố Việt Nam rất đẹp và sạch sẽ, nhưng không thể so sánh được với quê hương của chúng ta. Tôi đã từng đến khu vực thịnh vượng nhất này, tuy chỉ là một khu vực nhỏ, nhưng không bằng các thành phố cấp 4 và cấp 5 trong nước của chúng ta. Tôi thấy xây dựng đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh khá tốt, nhưng không hiểu người dân Trung Quốc đang phàn nàn điều gì, nói không bằng các đô thị loại 4 ở Trung Quốc. Công nhận sự phát triển của người khác khó đến vậy sao?
Dù ai còn nói gì thì tôi thấy đây cũng là trung tâm kinh tế của Việt Nam, là một thành phố hạng 2 đúng nghĩa ở Trung Quốc. Tôi muốn hỏi đi ra ngoài vào ban đêm ở đó có an toàn không? Cách đây vài năm, đơn vị tôi tổ chức đi du lịch đến đó. Chúng tôi muốn ra ngoài ăn nhẹ vào buổi tối. Buổi lễ tân của khách sạn yêu cầu chúng tôi đặt túi đeo chéo trước mặt. Họ nói có một số nhóm chạy quá tốc độ. Chúng tôi sợ đến mức chỉ dám ăn cạnh khách sạn và nhanh chóng quay trở lại. Chỉ cần không có chiến tranh là sẽ phát triển. Việt Nam mới hòa bình được mấy chục năm gần đây, nên thành phố của họ được như thế này là vượt quá kỳ vọng rồi. Việt Nam xứng đáng là ánh sáng của châu Á trong tương lai và đang phát triển rất nhanh. Thật là một sự thay đổi lớn. Khi tôi đến đó lần trước, có rất ít ô tô và tất cả đều là xe máy. Bây giờ thay đổi quá nhiều. Nó chắc chắn không tốt bằng Thượng Hải, nhưng sự phát triển của Việt Nam thực sự rất tốt sau khi học hỏi từ chúng ta trong vài năm qua. Thế giới đang tiến về phía trước và không có sự rút lui. Thời gian sẽ trả lời và sớm hay muộn chúng ta sẽ hiểu và không khinh thường các nước khác. Các thế lực mới ở châu Á đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, sau khi Thượng Hải bị Mumbai vượt mặt. Tuy nhiên, Thâm Quyến và Quảng Châu trông kém hơn Hà Nội và Hải Phòng. Ấn Độ và Việt Nam chỉ đơn giản là những ví dụ về việc họ càng làm việc tốt và chăm chỉ hơn. Nó thực sự rất giống Thượng Hải, cũng có nhiều tòa nhà kiểu Pháp. Tôi luôn nghĩ Việt Nam nghèo nhất Đông Nam Á, dù Việt Nam không bằng chúng ta, nhưng tốc độ tăng trưởng của Việt Nam quả thực rất nhanh. Có cảm giác như không cùng đẳng cấp với Thượng Hải, nhưng hiện nay Việt Nam đang phát triển rất nhanh và có thể sánh ngang với các thành phố không bao giờ ngủ của chúng ta trong tương lai. Nó trông đẹp, rất tốt, nhưng thành thật mà nói, nhìn từ đường phố, nó ở cấp độ gần với đô thị hạng 1 ở Trung Quốc. Tôi vào Sài Gòn cách đây 20 năm và suýt bị xe máy cướp khi đang đi trên vỉa hè. Thành phố không có nhà cao tầng và sân bay thì nhỏ và tồi tàn. Bây giờ nó khác quá, mới 20 năm thôi mà đã phát triển hiện đại được như thế này rồi sao? Nhiều người nói đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị cướp, nhưng khi tôi đi đến đây 2 ngày, cũng không thấy ai bị cướp cả. Trên thực tế, sống ở loại thành phố không có nhà cao tầng này sẽ thoải mái hơn, không gian rộng rãi và thiết kế đẹp. Nhiều thành phố mới ở Việt Nam đẹp hơn như thế này nhiều. Sự phát triển không tệ, nhưng vẫn có khoảng cách lớn so với Thượng Hải. Sự phát triển của khu vực Trung Quốc, ASEAN ngày càng tốt hơn, chúng ta nhất định phải đề phòng với đất nước này. Tôi đã đến thành phố Hồ Chí Minh, nó thực sự giống với một thành phố hạng nhất ở Trung Quốc, nhưng nó không tốt bằng Thượng Hải. Hiện nay có khá nhiều tòa nhà hiện đại, 10 năm trước hầu hết đều theo phong cách Pháp và cũ kỹ. Với dân số 10 triệu người, có nhiều khu ổ chuột, bây giờ phát triển tốt hơn nhiều. Tôi đến thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2013, lúc đó tôi nghĩ quy hoạch tốt và có nhiều tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, đường nội thị chưa hiện đại, việc ra vào thành phố rất ùn tắc. Bạn sẽ không biết cho đến khi bạn nhìn thấy nó, nhưng bạn sẽ bị sốc khi nhìn thấy nó. Đây thực sự là một phép lạ vĩ đại. Nếu những tòa nhà cao tầng có thể đại diện cho sự phát triển của một nơi, thì Trung Quốc có nhiều tòa nhà cao tầng nhất thế giới, nhưng lương của tôi vẫn chỉ 3-4.000 tệ. Việc xây dựng nhiều tòa nhà như vậy trong một khoảng thời gian ngắn không phải là điều tốt. Nhà thấp tầng vẫn tốt hơn, nó thoáng mát và không ngột ngạt. Các sản phẩm điện tử mà họ mua đều đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Nếu hết bảo hành sẽ bị hư hỏng. Bạn tôi có kinh nghiệm 20 năm, đã nói với tôi điều đó, chỉ có hàng Trung Quốc là tốt nhất. Phương Tây cho rằng chúng ta nghèo và chúng ta cho rằng Đông Nam Á nghèo. Thực ra là do chúng ta không có tầm nhìn và đang nhìn trời qua miệng giếng. Là một nước ven biển, nếu không muốn nói thì vận tải biển của Việt Nam sẽ rất phát triển. Nó phải là một trong những quốc gia phát triển nhất ở Đông Nam Á. Đây không thể là Việt Nam mà chúng ta đang quảng bá ở nước nào, mà chúng ta đang quảng bá ở trong nước. Nào là người Trung Quốc đến đó có thể lấy vợ dễ dàng, chỉ cần cho gạo là lấy được vợ. Cảm ơn bạn đã nói cho tôi biết được Việt Nam bây giờ như thế nào. Trên thực tế, xây dựng đô thị không nói lên được vấn đề gì cả. Người dân có cơ hội tìm kiếm được việc làm, chi phí sinh hoạt thấp, thực phẩm an toàn, thì dù có tồi tàn cũng không thành vấn đề. Việt Nam có làm được điều này không? Hãy cẩn thận với thận của bạn. Trong mắt những người Đông Nam Á, người Trung Quốc chúng ta giống như những đồng tiền đang đi bộ. Trên thực tế, tôi cảm thấy nó khá tốt, nó khá sạch sẽ và tinh tế, nó không tệ như phần bình luận đã nói, nó đang ở cấp độ hạng nhất trong nước. Tôi không ngờ rằng bạn, một người Trung Quốc, lại thấy được sự thịnh vượng như vậy của Việt Nam. Phía trên là một số bình luận của cư dân mạng Trung Quốc. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé!
Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.